Hello hi, chào tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Mình muốn chia sẻ với mọi người, mình bắt đầu mình chuẩn bị để mình bọc trái ổi lại. Khi mà mùa đông đến là các bạn bây giờ là bắt đầu là cũng khoảng gần 19, 20 tháng 10 rồi. Thì mình chuẩn bị, mình lo mình bịch những cái trái ổi của mình nó còn nhỏ đó các bạn. Thì mình lo mình bịch lại nha các bạn. Tại vì khi mà mùa đông đến đó, thì cái lạnh của nó nhiều đó, là cái lạnh với cái sương muối đó làm những cái trái ổi của mình nó bị nám hết các bạn, nó nám hết, thành ra mình chuẩn bị mình bọc lại cho nó bảo quản nó được tốt đó các bạn. Thì mình order trên Amazon cái bao này là các bạn thấy không, hay là các bạn có thể vô trong chợ mình mua những trái cây mình ăn, mình lụm mình xin mình đem về cũng được, còn không thì mình mua đó anh chị các bạn. Ha, cái này mình order trên Amazon, cái mút này nè, cái mút này nó để nó protect cái trái ổi của mình, nó dày, nó ấm, nó được ấm, nó không có bị cái mùa đông đến nó đỡ hơn. Xong rồi mình lại chuẩn bị cái bọc ni lông, cái bọc ni lông này nè các bạn, là cái bọc ni lông của mình làm găng á, của mình làm răng á các bạn. Mình không có cái bọc ni lông bự giống vậy. Mình không có mua cái loại bọc ni lông nhưng mà đại khái thì nó cũng giống vậy thôi các bạn. Thì mình không có, mình xài đỡ cái bọc ni lông này ha các bạn. Đó, xong rồi mình bọc hai lớp lại cho nó chắc ăn, cho nó một cái lớp bọc ni lông, xong mình bỏ cái mút ở bên trong nữa các bạn. Để cho nó bảo vệ được cái trái ổi mình, nó không có bị lạnh rồi sương rồi này kia nọ, nó bé đờ hơn ha các bạn. Hồi nãy mình có đem cây kéo đây nè, mình chia sẻ các bạn. Thì trước tiên á, là mình phải cắt nha các bạn. Sorry các bạn nha, tại vì một tay quay rồi một tay làm, không có ai phụ mình ấy đó. Mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó, mình sẽ cắt hai cái góc nhỏ này nha các bạn. Đó, mình sẽ cắt hai cái góc để cho nó thoát nước các bạn. Nếu mà mình bọc lại mà nó hầm hơi quá, nó đổ mồ hôi thì nó sẽ làm cho cái trái ổi của mình bị mốc, thành ra mình cắt ở đây một cái nữa các bạn. Có nước mưa nó có vô thì nó cũng có chỗ nó thoát đi ha. Đó các bạn thấy không, mấy cái lỗ nhỏ thôi đó. Tại vì mình không có ai quay phụ cho mình, thành ra mình làm vừa quay nó hơi khó, các bạn thông cảm nha. Đó, nếu mà các bạn có mua đó thì các bạn chuẩn bị cái bọc, các bạn nghĩ cái trái của các bạn nó cỡ cái bọc này không, thì các bạn lựa cái bọc này. Nếu mà cái trái nào của các bạn nó to hơn cái bọc này thì các bạn phải mua cái size bự hơn ha, cái size bự hơn cái bọc này ha. Đó, xong rồi cái mình bỏ cái miếng xốp này vô trong các bạn, nó như thế này đó. Xong rồi nếu mà mình bọc cái trái nhỏ đó thì mình sẽ cuộn cái cọng thun ngang như vậy ha các bạn. Mình cột cái cọng thun ngang vậy, nếu mà trái nhỏ, còn trái bự quá mình sẽ không có mở cái này ra được. Thì mình xài cái clip này các bạn. Để mình chia sẻ với các bạn coi cái clip này. Cái clip này nè các bạn, mình mua cũng ở trên Amazon. Ban đầu mình tính mua cái này để mình trồng chẳng hạn như mấy cái dây mà nó bò đó các bạn nè, thấy không? Các bạn bỏ nó vô mấy cái dây bò đó, chẳng hạn như mình trồng kiwi, mình tính buộc cái này cho nó nằm trên cái dây theo ý mình muốn nó nằm ở đâu các bạn, thì mua cái clip này. Hoặc là trồng dưa leo, bất cứ cái dây leo nào cũng được, các bạn cũng có thể thay vì quấn kẽm thì bắt kẹp cái này thì khỏe hơn. Nó bán một bịch gì cũng không có nhiêu tiền, nhiều lắm các bạn cả trăm cái lận, thành ra mình mua sẵn luôn. Thì bây giờ mình không có xài thun, mình sẽ bỏ trái ổi vô xong cái mình clip lại ha các bạn. Cái clip này nó cũng dễ lắm. Mình bắt đầu mình quay cho các bạn coi nha. Đó, mình quay cho tất cả các bạn coi cái cây ổi này, là cây ổi Thái Lan của mình. Giống ổi này là giống ổi Thái Lan ha các bạn. Nó hơi khó trồng hơn cái giống ổi mà xá lị Việt Nam mình nha các bạn. Ổi xá lị Việt Nam mình rất là nhiều ha. Nhưng mà giống ổi Thái Lan này thì hơi khó chút xíu. Ở miền Bắc Cali mình trồng á thì nó hơi bị sợ lạnh chút xíu. Thường thường mùa đông tới nó cũng bị đám mịt nhiều lắm các bạn. Nhưng mà bây giờ cái cây nó lớn nó mạnh rồi nè các bạn. Mấy năm đầu á, mình trồng 2-3 năm đầu các bạn, nó rất là nhỏ, nó eo ọt, nó không có lớn, nó không có trái, nó không có gì hết các bạn.
Nhưng mà bắt đầu các bạn thấy cái thân rễ của nó bự rồi nè. Mình zoom lại các bạn coi, nó to rồi các bạn thấy không? Đó, ý là mình trồng cái thùng 100 ra lông nó đủ mạnh rồi. Thì bây giờ bắt đầu là nó cho trái được năm nay các bạn. Để quay tất cả các bạn coi nó có trái nè. Năm đầu tiên của mình nó có trái đó các bạn. Bạn thấy không? Đó, bây giờ mình phải bọc lại. Nếu mình không bọc lại thì mùa đông mình nghĩ mình sẽ không ăn được cái cây ổi Thái Lan này như thế nào hả các bạn. Nó có trái và đồng thời nó ra bông nữa nè các bạn. Cái cây này bữa hổm mình mới cắt đọt. Bởi anh chị các bạn thấy là đọt ra rất là nhiều ha. Cây rất là xum xê nè anh chị các bạn thấy không? Mình cắt cái đọt mà đọt bây giờ nó búng ra nè. Anh chị thấy các bạn thấy không? Nó búng ra đọt nè. Dài luôn nè. Mà cái này cắt ra đọt mà nó không có ra bông nè các bạn. Đó, nó chưa đủ, nó không có được tốt để ra bông. Với là mình cũng hơi xui một cái á, là mình cắt vào cái lúc khoảng mà khí hậu bị cháy á các bạn. Cái thời tiết nó bị cháy đó, thành ra nó rất là tệ. Bị ảnh hưởng cây cối mình, có nhiều cây bị chết luôn các bạn. Tại mình còn thở không được, đừng nói chi cây. Thành ra nó bị ảnh hưởng nhiều lắm các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ bọc cái trái ổi nhỏ này nha các bạn. Nè anh chị các bạn thấy không, cái trái ổi bên đây nó to hơn nè. Đó, nó bự hơn cái trái ổi bên kia ha. Mà cái da của nó đó nè, anh chị các bạn coi cái da của nó rất là sần sùi mà nó đậm lắm, cái màu đậm lắm. Ồ, ở trong này có cái trái nữa nè cho anh chị các bạn coi. Đó anh chị các bạn thấy không, nó tròn, nó sần sùi dữ lắm các bạn. Đặc biệt cái màu của nó xanh thẳm luôn á, xanh đậm lắm. Đó bây giờ mình sẽ bịt lại nha các bạn. Đó mình quay cho anh chị các bạn coi, mình mới vừa bọc xong nè. Tại có một tay cầm mình không có quay được cho các bạn coi. Thì trước tiên mình bỏ cái bọc xốp này vô cái trái ổi, xong cái bọc ni lông này thêm một cái nữa. Double như vậy nè các bạn. Xong rồi mình lấy cái clip này mình dặn lại thôi ha. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó anh chị các bạn, giờ ông xã mình ổng chụp được cũng nhiều rồi nè. Nhưng mà họ còn phải thêm nữa, chưa chưa có hình thêm bọc nữa, không có đủ hết đó các bạn. Một cây ổi này không mấy chục trái luôn đó. Thấy ham không? Đó. Nếu mà mình không bọc á các bạn, nào mà có coi những mấy cái video trước của mình năm rồi đó, mình không có bọc á các bạn. Mùa đông đến á nó bị thúi nè, rồi nó bị hư, nó bị tự nhiên nó lạnh quá rồi nó cái bị nó dợp dợp cái da nó thúi. Xong rồi nó bị cái da nó nám hết trơn. Ghê lắm, nhìn không có đẹp. Đó, mình nghĩ năm nay mình làm như vậy thì nó sẽ bảo quản được hơn các bạn. Cái cây này là còn cái cây cuối cùng mà mình chưa có bọc nè. Còn cái cây ổi trên này mình bọc rồi nè các bạn thấy không? Đó, mấy cái trái ở trên đó mình cũng bọc rồi hết rồi đó. Cây này là cái cây đợt cuối mình bọc luôn. Tại vì bắt đầu bây giờ là tháng 11 rồi. Cây cối rất là lạnh các bạn. Nó sẽ bị bắt đầu mưa vô nè, vừa mưa vừa ấy nữa. Đó. Anh phải lấy bọc anh làm thêm nữa chưa có đủ các bạn. Cây này nhỏ mà nó có vỏ, trái quá trời. Đẹp à. Thấy ham luôn á. Đó các bạn, đây là cái cây mãng cầu của mình cũng đã bọc xong luôn nè các bạn. Đó, trái mãng cầu của mình nè. Anh chị các bạn thấy không? Lạnh bắt đầu vô lạnh, lá nó bị đám mịt hết rồi. Đó. Nè. Hả? Nè. Đó anh chị các bạn, cái này ảnh 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 mở cái đít luôn cho đặng cho mình nhìn thấy cái trái bên trong của nó là tốt hay nó còn ngon đó, chứ nó không là thành màu tím đó các bạn. Nhớ năm rồi không, năm rồi nó có ba bốn trái gì á, nó thành màu tím mình ăn đâu có được đâu, nó hư luôn đó. Còn mấy cái trái này nè anh chị các bạn, ở trên này nè là mình cắt cái lỗ nhỏ như vậy thôi, tại ảnh xé cái bọc này ra cho các bạn coi thôi nè, đít ảnh xé ra. Còn ở trên đó là mình chỉ cắt ba cái gốc lần cho nó thông gió, thì cái trái mình nó không có bị đổ mồ hôi, nó không có làm mốc cái trái của mình ha các bạn. Nè anh chị các bạn thấy không, nó không có bị đổ mồ hôi, nó có cái lỗ nè, nó có lỗ đây nè ha, như here. Thành ra cái trái của mình nó không có bị gì hết á nè, nó bọc lại như vậy nó bảo quản tới hai lớp lần có thể ba đời là các bạn. Mùa đông có thể chịu nổi, mình sẽ quay và cho các bạn coi luôn coi bao nhiêu trái mãng cầu của cái cây này, coi nó có chịu nổi qua cái mùa đông không hả các bạn.
Nè các bạn thấy mình bịch không? Cây này xum xê trái nè. Cũng gần được 20 trái đó các bạn. Hình như 18 hay 20 trái mình quên không nhớ rõ nha các bạn. Nhưng mà một cây như vậy mình cho như vậy nó cũng hơi nhiều đó các bạn. Tại cây nó còn nhỏ lắm. Đó. Đây cho các bạn coi nè. Trái này thì to hơn, to đùng mình nè. Đó, bự ha các bạn ha. Đó. Đáng lý mình mua cái bọc này, cái loại clear hai mặt á, mà tại mình không có biết mua, chưa có kiếm được cái chỗ mua đó, thành ra mình xài cái bọc này để cho làm răng nè các bạn thấy không, cái bọc này là cho người ta đựng về răng đó nè. Đó, nói cho anh chị các bạn coi cái trái này to nè ha, đó đâu có một miếng mồ hôi nào đâu, nó rất là good luôn nè, nó có gió thông vô được, nó không có bị gì hết. Đó anh chị các bạn nhìn thấy mình bịt hết rồi đó. Đó anh chị các bạn, thì ở đây là những cái cây ổi với cây mãng cầu mình đã chuẩn bị bọc lại cho cái mùa đông tới hết các bạn. Bắt đầu vô lạnh rồi nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, không ít thì nhiều về những cái cây ăn trái của mình ở những cái miền Bắc Cali ha. Đó, một chút chia sẻ cùng với tất cả anh chị và các bạn nha. Ok, bye bye, chào tất cả mọi người. Bye bye.